thay đổi sắp tới của rổ VN30 Index. Bây giờ khối ngân hàng chiếm tỷ trọng VN30 phải gần nửa rồi. Tức là chúng ta cũng có thể thấy nó có một sự nó cũng hơi lệch về mặt tỷ trọng. Thì đấy cũng là một cái đặc điểm riêng của khối các cái thị trường mới nổi cũng như cận biên, thì tỷ trọng của ngành tài chính nó sẽ là khá là lớn, và cái tỷ trọng của những cái ngành mà nó cân bằng lại hơn như là công nghiệp hay là công nghệ ở trên cầu các cái thị trường này thì nó tương đối nhỏ. Anh nghĩ sao về việc trader phái sinh qua trade cơ sở? Phái sinh của Việt Nam là hợp đồng tương lai trên VN30. Thì VN30 nó là 30 mã cơ sở. Do đó thì nếu mà bạn không quan tâm nhiều tới cơ sở thì chắc chắn bạn sẽ không trade tốt ở phái sinh, vì hai cái này nó di chuyển cùng nhau. Cái mối quan tâm hàng đầu của họ để lựa chọn một kênh đầu tư. Tôi nghĩ rằng là chỉ cần cái câu chuyện là minh bạch, doanh nghiệp người ta có những lúc người ta khó khăn và có những lúc người ta khỏe mạnh, thì ngay kể cả khi mà chỉ cần biết tính cái thông tin nó minh bạch, mình hiểu được doanh nghiệp hiện nay đang gặp khó khăn hay là không, thì nó sẽ liên quan đến việc là cái mức mà người ta có thể trả giá, tức là cái phần lãi suất trả cho cái trái phiếu của doanh nghiệp đấy phát hành, thì người ta có thể tính được, và trên cơ sở đó người ta có thể mua. Có minh bạch thông tin thì chúng ta sẽ xác định được giá. Trào lưu công nghệ nó là một cái cơ hội để tranh thủ kiếm tiền hay thực sự nó là một cơ hội để thay đổi cách thức kiếm tiền? Bất cứ thay đổi nào sẽ là cơ hội để kiếm tiền. Sự thay đổi ở đây nó có thể mang tính chất là mình đầu tư vào những cái đó, hoặc là mình ứng dụng những cái công nghệ đó vào cái việc đầu tư của mình. Chúng ta nên có kể cẩn thận với cái việc phát triển cái này thái quá. Cái việc chúng ta cần phải dạy AI rất là nhiều thứ nữa để nó có thể đạt đến cái mức độ con người. AI cũng không có cái tính tò mò, tôi nghĩ rằng là cũng không phải quá ngại. Tôi dùng ChatGPT cũng được 6 tháng thì tôi cảm giác như là nó tiến bộ hàng ngày. Có thể là nó tiến bộ tới mức mà mình không thể kiểm soát được. Hiện tại thì có thể là chưa, nhưng mà mình cũng nên là cảnh giác một phần. Khi việc áp dụng AI tăng lên thì cơ hội tạo ra lợi nhuận cao hơn thị trường sẽ giảm đi hoặc là biến mất. Người nào biết sử dụng công nghệ tốt thì sẽ là kiếm được nhiều tiền hơn. Cơ hội để kiếm tiền trong thị trường lúc nào cũng có, cái chính là mình có tìm ra được hay không thôi. Wow.